Xong, con của Hoa Lan đã chết thật sao? Đúng là con của mình đã chết thật rồi. Nghe lời anh đi, đừng đau buồn quá. Từ từ rồi mình sẽ sinh ra những đứa con xinh xắn hơn. Không bao giờ, không bao giờ ta làm điều đó. Không bao giờ. Ta không thể nào xa con ta được. Hoa Lan, Hoa Lan, Hoa Lan bình tĩnh đi. Con, mẹ sẽ không để cho con đi một mình đâu. Mẹ sẽ đi theo con. Hoa Lan, Hoa Lan, không được làm chuyện dại dột như vậy. Bà chủ, bà chủ. Không, Hoa Lan, con không đi một mình đâu. Mẹ sẽ đi theo con. Hãy trả con lại cho tôi. Hoa Lan, con ơi, trả con lại cho Hoa Lan. Trả con lại cho Hoa Lan. Ta đã cho Hoa Lan người La Mê. Cô ấy sẽ ngủ lâu lắm đó. Mày làm cái gì đó? Có làm gì đâu. Đúng là đứa bé không còn hơi thở thiệt. Nhưng mà tại sao nó lại chết dễ dàng như vậy được hả? Mày thử tương tương. Con người cho cô uống thuốc độc cả một năm trời thì nó có dễ chết hay không? Mạnh, không cãi nữa. Dạ. Để cho nó chôn đứa nhỏ đi.